bản thân Thái Thiên Phượng tố mẹ ruột cự người mẫu nói dối và trần mối quan hệ với con rể. Thái Thiên Phượng khi còn sống thì chồng hay mẹ ruột, bản thân nữ người mẫu đều tiết lộ chuyện cả hai nên duyên vợ chồng bằng những câu chuyện khác nhau. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Sau khi thông tin nữ người mẫu Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng cũ sát hại, những câu chuyện bên lề xoay quanh cuộc sống cựu người mẫu Hồng Kông Trung Quốc được cư dân mạng lan truyền trên mạng xã hội. Trong số đó, hôn nhân giữa người đẹp xấu số và Jerry, chồng tài phiệt hiện tại khiến bao người xúc động. Vợ qua đời, anh hứa sẽ chăm sóc cả con riêng của cô thật tốt. Tuy nhiên, truyền thông đưa tin càng nhiều, những điểm khó hiểu về chuyện tình nữ người mẫu và chồng càng khiến netizen thắc mắc. Lúc sinh thời, Thái Thiên Phượng và chồng đã có những chia sẻ khác nhau về hoàn cảnh gặp và yêu đối phương. Sau khi cô qua đời, đến phiên mẹ ruột và bạn thân lại cung cấp cho báo giới thông tin hoàn toàn khác. Trong đoạn video ngày cưới Thái Thiên Phượng, Cherry từng cho biết anh gặp nữ người mẫu vào một ngày đẹp trời khi cô đang dạo phố cùng một người bạn. Lúc đó, Ivy Choi, tên tiếng Anh của Thái Thiên Phượng, đang mang giày cao gót và tôi cảm thấy cô ấy rất đặc biệt. Trong khi đó, Thái Thiên Phượng lúc gửi lời nhắn đến chồng đã chia sẻ rằng cô không nhớ rõ hoàn cảnh gặp ông xã là khi nào, nhưng chắc là khi cô cùng một nhóm bạn cùng gặp chồng để làm quen. Đã nói nhắc gần đây, mẹ Thái Thiên Phượng tên Trương An Phàng lại tiết lộ con gái và con rể đã quen biết nhau từ năm 10 tuổi. Khi cùng học chung tại một trường học quốc tế, Ivy Choi và Tree là bạn thuở nhỏ, quen biết nhau từ năm 10 tuổi rồi. Mẹ Thái Thiên Phượng chia sẻ trên trang cá nhân, còn bản thân của Thái Thiên Phượng lại cho biết nữ người mẫu và Tree là bạn học cấp 2. Cách đây không lâu, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đặt nghi vấn về mối quan hệ bất chính giữa mẹ ruột Thái Thiên Phượng với người con rể tài phiệt. Theo đó, sau khi tìm hiểu về tư liệu gia đình, nhiều người phát hiện mẹ vợ và chàng rể này không ít lần thể hiện tình cảm thân thiết hơn mức bình thường. Thậm chí, mẹ ruột Thái Thiên Phượng và con rể bị lan truyền loạt hình ảnh thân mật ở các buổi tiệc, đặc biệt mỗi lần chụp ảnh, chàng rể quý đều ôm chặt mẹ vợ, thậm chí đặt tay ở những vị trí nhạy cảm. Có một khoảnh khắc, Cherry còn hôn gò má mẹ vợ khiến nhiều người cảm thấy phản cảm. Trước đó, truyền thông Hồng Kông cho biết Trương An Phàng đặc biệt thân thiết với Cherry, bà vô cùng vui mừng khi con gái mình cưới được tấm chồng tốt như Cherry. Mẹ của Thái Thiên Phượng khen ngợi chàng rể quý hết lời, thậm chí cả hai luôn thấu hiểu, quan tâm và cảm thông cho nhau. Ngày 7 tháng 3 vừa qua, sau khi Thái Thiên Phượng được phát hiện qua đời thương tâm, bà Trương An Phàng đã nạp đơn lên tòa án tối cao để ngăn cản việc quảng cầu cho chồng của nạn nhân mua bán chuyển nhượng căn hộ cao cấp ở khu dân cư Cadoria Hill khi chưa có sự đồng ý của bà. Ngoài ra, bà Trương An Phàng còn yêu cầu quảng cầu làm thủ tục giao nộp căn hộ cho bà và công khai chuyện con gái bà đã bỏ tiền ra mua sở hữu cơ ngơi này. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, vì chưa đăng ký kết hôn hợp pháp, Mercury không thể trở thành người thừa kế tài sản của Thái Thiên Phượng. Ngược lại, bà Trương An Phàng đang giải quyết thủ tục để danh chính ngôn thuận quản lý tài sản khổng lồ mà con gái để lại. Được biết, khi nghe tin con gái qua đời thương tâm, bà Trương An Phàng từng khóc cạn nước mắt tại nơi xảy ra vụ án. Hình ảnh đau đớn của bà khiến nhiều người xót xa, thương cảm. Gần một tháng qua, vụ án liên quan đến sự ra đi của Thái Thiên Phượng gây chấn động dư luận châu Á. Ngày 25 tháng 2, xác Thái Thiên Phượng được tìm thấy tại một căn nhà hoang ở làng Long Mi, Tây Po, Hồng Kông, sau khi gia đình báo cáo nữ người mẫu mất tích từ ngày 21 tháng 2. Hiện trường vụ án khiến ai nhìn thấy cũng vô cùng ám ảnh, cơ thể của nạn nhân không còn nguyên vẹn. Cảnh sát tìm thấy từng mảnh cơ thể của Thái Thiên Phượng được bảo quản trong tủ đông, một chỗ khác thì bị đem đi nấu chín. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ và điều tra 7 nghi phạm bị tình nghi có liên quan đến cái chết thương tâm của Thái Thiên Phượng và hỗ trợ hung thủ tẩu thoát. Người dân khắp nơi đều đang chờ kết luận cuối cùng từ cảnh sát để khép lại vụ việc này.